Có thể nói ngày nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi vừa trải qua cơn lũ nặng nề. Thậm chí đến thời điểm này, những ngôi trường địa bàn vùng trũng vẫn còn ngập nước. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, thay vì hoa tươi, các lễ gặp mặt tri ân, các thầy cô giáo lại một lần nữa phải vất vả để khắc phục hậu quả thiên tai, để sớm đón học sinh thân yêu trở lại trường học. Cũng vì vậy, ngày 20 tháng 11 không chỉ là ngày hội tri ân thầy cô, mà còn là dịp để chính đội ngũ nhà giáo thể hiện tình yêu, sự gắn bó, hy sinh với nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Nằm ở khu vực nội thành và các vùng phụ cận phía Bắc thành phố Huế, nhiều trường học hầu như năm nào cũng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Tuy nhiên, với sự chủ động phương án phòng chống mưa lũ, các trường học không có thiệt hại lớn về tài sản, đồ dùng và thiết bị dạy học, nhưng trường nào cũng ngập sâu trong nước lũ. Song với tinh thần yêu trường, mến trẻ và tấm lòng nhân ái đầy trách nhiệm, những ngày này, thay vì tổ chức nhiều hoạt động tri ân các thế hệ nhà giáo, thì quý thầy cô lại tất bật dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo điều kiện tốt nhất để đón các em đến trường học trở lại. Giáo viên nào vùng sâu vùng xa thì trường sẽ không huy động, bởi vì là các cô đi là không an toàn, nhưng mà sẽ huy động lực lượng tại chỗ, đó là các bảo vệ của trường và những cán bộ giáo viên gần trường có thể di chuyển được thì đến trường. Việc đầu tiên đó là tổng dọn vệ sinh, có nghĩa là nước đến ra đến đâu thì trường sẽ dọn đến đó. Và sau khi mà nước ra thì bắt đầu về công tác là tổng dọn vệ sinh trong các lớp học, đồ dùng đồ chơi cho các cháu. Và trường sẽ liên hệ với trạm y tế để phun khử khuẩn, làm vệ sinh sạch sẽ, ổn định trường lớp trước khi cháu đi học trở lại. Về cái công tác chuẩn bị để mà chào đón kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thì trong cái điều kiện tình hình lũ lụt và mưa bão như thế này thì chúng tôi tiến hành tổ chức là trong nội bộ với nội dung là tri ân và cảm ơn quý thầy cô giáo là đã toàn tâm và toàn lực để cống hiến cho cái sự nghiệp giáo dục của nhà trường cũng như là sự nghiệp giáo dục của địa bàn. Nhà trường đã khắc phục làm vệ sinh môi trường để tạo cái môi trường vệ sinh để chuẩn bị cho học sinh đến trường học lại. Và chúng tôi sẽ tổ chức tri ân cho thầy giáo cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 vào đầu tuần thứ hai tuần đến nhằm tri ân quý thầy cô trong thời gian vừa học vừa dạy và vừa khắc phục bão lũ vừa qua. Thừa Thiên Huế hiện có 568 trường học cả cấp. Đến thời điểm này, nhiều trường học vùng thấp trũng các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang vẫn còn ngập trong lũ. Dù cuộc sống còn bồn bề vất vả, khó khăn, nhưng ở mặt trận nào, các thầy cô luôn là người đi đầu, vượt qua tất cả, nỗ lực bám trường, bám lớp và khắc phục hậu quả thiên tai để sớm đón học trò quay lại trường. Đây chính là hành động, việc làm tô thêm vẻ đẹp, những hình ảnh giáo viên vùng lũ, giàu lòng nhân ái, nhiệt tình, tâm huyết trong sự nghiệp trồng người. Năm nay cũng rất là chia sẻ với các thầy cô, các phụ huynh rằng là cũng gần đến ngày 20 tháng 11, ngày nhà giáo Việt Nam. Tuy nhiên trong điều kiện lũ lụt như thế này thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo với tất cả các trường trên toàn tỉnh, chủ yếu là tập trung cho công tác là an toàn, đảm bảo cho học sinh đi học trở lại thì sạch sẽ, không có những cái vấn đề dịch bệnh sau khi mùa lũ. Còn lại thì hoạt động 20 tháng 1 thì cũng trên tinh thần là gọn nhẹ nhưng mà vẫn tôn vinh được cái nghề dạy học của mình, rồi để đồng viên nhau để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn thế này. Không hoa tươi, không quà tặng thầy cô giáo nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Chia sẻ trước những khó khăn chung bởi mưa lũ, thiên tai gây ra, những học sinh vùng lũ luôn khát khao sự học để nỗ lực vượt khó vươn lên trong học tập. Đó mới chính là món quà có ý nghĩa nhất đối với thầy cô giáo.